ra thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng, là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi. Được, khi lúc mẹ không có là tự ăn uống, khi hàng xóm gửi tiền hàng xóm người ta lấy cơm cho ăn, bé quá tự học. Chứ nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh bây giờ sức khỏe khá rộng, tức là tự nhiên tạo ra một cái sự thân cận. Hơi kỳ kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, chứ còn đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là giống như là vào mùng một ngày mưa bão cơm rất là nhất thiết là không coi. Tôi biết nha, tính như các bạn luôn, kiểu là mình thế nhưng mà em còn bị lừa. Bạn thí dụ bạn biết là em vui, bạn biết là ngày mai mùng một liên hoan bạn sẽ trò xong rồi bắt đầu bạn là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Một đầu tháng đấy. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai anh chị. Có nhận anh em không? Có nhận anh em không vậy? Tôi nhìn cái máy tóc đúng nhau như hiểu, giống như là gặp nhau đâu á, trong tiềm thức hay là gặp nhau đâu đó ở đâu ở trong kiếp trước đúng rồi, anh em vì, tại vì chắc chắn là không thể nào gặp nhau ở chỗ hớt tóc rồi đấy chị. Tại vì thường những người như anh em chúng tôi là tự xử không ạ? Đúng không? Rồi, xin mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Tên em là Vũ Thu Thảo, em sinh năm 92, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là em kinh doanh về ngành thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp và em kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thanh Sơn, em sinh năm 74. Công việc của em thì là kinh doanh bất động sản. Em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ làm đẹp. Lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Lần đầu tiên gặp nhau thì thực ra là không phải gặp anh này mà là gặp chị chồng của em ạ, ở sân bay, do em đi ra Côn Đảo. Thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện, thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, rồi lại chưa có bạn trai. Thế là chị cũng bảo là ô em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu trai đứa. Mà em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ, ở sống ở Sài Gòn một mình. Chị lại gọi nhắn tin về cho em, chị bảo là ui hôm nay tao gặp một cô bé này xinh lắm, chụp cho em tấm sau lưng trông trắng trẻo xinh xắn. Không nghĩ đến chị, không tin lắm. Không vì nghĩ là đến em, chị em không thích giới thiệu. Tôi không muốn lấy vợ. Tôi muốn chơi. Thế bao giờ tôi có duyên để nó gặp là nó đến là đến à. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là thế ra đón chị. Hôm đấy em mặc rất tình toàn, em còn vừa rửa xe xong. Em còn mặc cái quần xà lòn, xong cái áo rất là vẫn còn đang bẩn nhiều người. Đội một cái nón lên. Em phi xe ra em đón. Vợ em đi cùng, chị bảo thôi em lên đây chị trở về, lên xe em nhìn qua gương chiếu, em bảo ok, thấy cô bé này trắng trẻo sáng sủa xinh quá. Thực ra thì nhìn cái thần thái của cô thì trông cô hơi có vẻ hơi ngỗ, tức là hơi láo láo, tức là kiểu như xinh xinh thực sự trong miền Nam gọi là chảnh đấy, phải không? Chảnh. Thế thì cũng là cái gu, tức là thích những cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con. Em bà chị em bảo thôi, mấy chị em bây giờ cũng đói rồi, hay đi ăn cái gì đi. Là bà chị em để cố gắng. Chị cứ đẩy thuyền liên tiếp ấy. Vâng. Thế còn em thì sao, lúc mà gặp anh này? Ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai và em chị tuổi hổ. Thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá, tuổi hổ là 86 à? Chị bảo không em 86 là hổ nhỏ em ạ. Em chị là 74. Nói cái thật tự dưng thì kiểu mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Hơn mình về cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Thế là bắt đầu tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông cũng phải béo, là một bác dai, là một bác dai đã chững chạc rồi. Cuối cùng lại gặp cái một cái anh như thế này. Dạ vâng, thì tự dưng hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Xong lại đội cái mũ ở trông kiểu dạng như là hơi teen boy, thế nên kiểu gu mình cũng thích. Gu mình luôn. Mình cũng phải yêu ạ. Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức coi như là yêu nhau đấy. Chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần ạ. Tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cũng cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì loại như là ra đầu mà, nên mình cũng giả vờ lơ đi coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói với bạn là em bảo là anh nói thật nhá, chị anh giới thiệu anh rất nhiều người rồi, với em cũng thế, trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả. Anh nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Bây giờ hay là chúng mình làm bạn đi. Cái chiều của em với tất cả các cô khác cũng thế, là khi em đến ấy, là em thí dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô, không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ. Thì tự nhiên là người khác người ta sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiều đấy với bạn này, em cũng bảo là không, anh quý em như một người em gái. Bạn bảo là anh có cảm xúc gì không trong sau mấy ngày đi chơi? Anh bảo anh cũng thấy quý em, thấy hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình thì cứ thử đến với nhau như thế nào. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em,
vậy thì em có thế, em nghĩ thế nào về anh? Rồi có thử không? Thế xong là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi lúc ấy đưa nhau về, thì em với ôm, em giả vờ em gì, em hôn nhẹ và chán. Thế xong là thấy có vẻ chịu chịu. Thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần nhỉ. Sau một tuần thì em với cũng là đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em với chở đi qua một, đứng trước một cái khách sạn. Em bảo là hay chúng mình vào đi ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán. Thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo là hơi hay về nhà anh. Em đưa bạn về nhà thì đó. Chịu đó. Luôn ạ. Lý do tại sao chịu là thực ra là như này ạ. Bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ, thì là trong lòng là suy nghĩ liền ạ, có nhiều suy nghĩ. Tại sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ? Thì một là lớn tuổi quá như này rồi, hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng, người Bắc có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không? Mà tại sao, hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là súng ống đạn dược có vấn đề. Thì ông ấy là tiếp nào? Thử thì lại thấy là hợp quá, lại thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế nếu mà so với lứa tuổi thì nhiều chiêu nhiều trò quá, mà lại kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, nên là em cảm thấy cũng là rất là mê và cũng là nghiện luôn đấy. Đấy, trong cái tháng đầu tiên đó thì là em lại bị sốt siêu vi. Thế lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ, người nóng mà chân tay lạnh, người run bắn. 42 độ là cao lắm, sốt rét luôn. Mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng rồi. Thế là cũng lôi em ra, tức là thử máy. Thử. Tại vì chắc là đã nghĩ là thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em không còn khả năng để đi uống thuốc nữa rồi. Không có cái gì đấy. Thế nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là mình đơn giản. Bởi vì em là cái người mà tập thể thao. Với nó chỉ sốt ở trên đầu thôi, chứ nó không sốt. Em điều khiển được. Ông điên lên cho mình lây siêu vi luôn. Điên lên sao phải đi nhập viện truyền nước luôn đấy. Siêu vi với ông à. Rồi sau đó thì là hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có. Dạ có. Và bao lâu thì mới cưới? Được 7 tháng thì bắt đầu cưới. Nhưng mà là em có em bé trước thì là em mới cưới. Em bé 5 tuần thì đám cưới. Cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó, mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, là thực cô ra này thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng. Tức là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi, tức là những ký ức về mẹ không có. Chị thì lại tranh lớn hơn nhiều quá thì đi lấy chồng hết, thì ở một mình trong cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa, cho nên là cứ từ bé, từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi đấy, là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình. Là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn, tại vì bé quá nên tự học. Tức nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, như là tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Thì đấy là những cái mà em tức là tự nhiên tạo cho em một cái sự thương cảm. Rồi trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau, từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ. Có chia tay không? Dạ có. Có mâu thuẫn. Lý do? Hồi đầu mới quen á, thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi. Mê quá nên là sang dọn ở chung luôn. Thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy, là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ. Chỉ là khác tên thôi, chứ hình dáng là giống lắm. Địa chỉ ở cũng gần giống. Dạ kiểu như là muốn phím cho mình biết là à, bồ mình như kiểu là đang lăng nhăng, là đang quen. Không biết ai ạ. Và cứ số lạ lơm, cứ một vài ngày lại gọi bằng số lạ. Thì em cũng cãi nhau nhiều lần. Em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai. Nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này, chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em. Nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh này cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá. Chứ đến bây giờ em nghĩ thì em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác, em có làm ầm lên không? Chắc chắn là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Nên là vài lần sau đó, khoảng một vài tháng thì là người đấy cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi, em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn. Bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Thì em nghĩ là ông này chắc là sống để dã chết em đi, chứ ngày đấy chắc có chị lấy đâu ra mà ai phá. Có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm ấy, yêu mà không quên được ấy.
nói chung là phá thôi, nhưng mà đốt phá nhà rồi. Nói chung là đốt nhà mà đốt là đốt nhà đốt được. Nhưng chuyện đó mà khiến hai vợ chồng gây nhau mà suýt chia tay à? À dạ không, chuyện đấy thì cũng chưa gây cấn, mà là cái chuyện là tức là thời gian là lúc mới yêu thì thật vui biết bao nhiêu, mà là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng này kia, hai đứa lại thích du lịch và thích thích ăn uống hàng quá nữa, cho nên là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ ba thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình, chứ không còn quen chơi nữa. Thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mấy ấm gia đình. Anh nói thế thì em phản ứng luôn. Em từ đó đến giờ là em không thích nấu ăn, em ghét nấu ăn là khác. Em là mẫu người là thích công việc, làm việc kiếm ra tiền. Đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng, cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc, cũng không vấn đề gì cả. Hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, dạ, đúng không? Chuyện đó mà là suýt chia tay. Suýt chia tay chia chân luôn. Cũng chỉ là một phần coi là dọa thôi. Đang ở với nhau vui vẻ đây, xong bảo là thôi em phải dọn về, em dọn về rồi để em suy nghĩ lại cái mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại nhắn thêm một cái tin là anh ơi, em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em bảo là em của em nghĩ tới em nghĩ vào rõ ràng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện mà mình cũng muốn xây dựng với bạn ấy, thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng là em bảo là ok, bây giờ bạn thích bỏ đi, tôi đồng ý. Nhưng mà okay, đủ rồi. Chiêu trò cả. Rồi sao? Đủ chiêu trò. Rồi sao? Nhận được chữ ok thì rồi sao? Dạ. Bắt đầu tự dưng thấy chột, thấy là mình hơi quá rồi. Anh ấy bỏ đi Hà Nội ạ. Bắt máy vào bỏ đi Hà Nội luôn. Rồi. Bao lâu thì về lại? Dạ thế là em phải theo ra Hà Nội luôn ạ. Như vậy là hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 6 năm. Dạ, từ năm 2017 ạ. Về ở với nhau về thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Với một người đàn ông mà cứ như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi. Dạ. Hả? Cái này cho ông xã em nói trước. Em nói đi. Dạ vâng. Tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là tức là hút thuốc lá. Tôi lá nhiều ạ. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng, đá banh gì hết. Nhưng mà hớn quá. Hớn. Kiểu như ông ấy trêu mình quá mức, cứ trêu để mình phải bực mình lên rồi trêu con khóc lên thì thôi. Hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, nhu cầu đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là ví dụ như là rằm mùng 1 ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không sơi. Nhất quyết nha. Tính là rất lạ luôn, ví dụ như kiểu là mình ví dụ như mình khi mình ngủ xong tại mình muốn nằm ngủ luôn. Mình nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được, đi ăn đi uống, xách xe ra ngoài, đi uống cà phê, đi ăn đi uống, đi trò chuyện, trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy. Là xong rồi là. Vâng, xong rồi. Chứ không cho ngủ luôn. Không cho ngủ không luôn. Mẹ cũng không cho ngủ. Không biết bây giờ ông về lấy tinh hoa của trời đất từ lắp vào đấy. Thế nhưng mà em toàn bị lừa. Nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi là cái chuyện mình tránh được. Thế nhưng mà bạn thí dụ bạn biết là em quên, bạn biết là ngày mai mùng 1 thì đêm hôm nay bắt đầu bạn trò xong rồi bắt đầu bạn bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Thế là em tẽ bò, em không làm gì được. Đó. Xong rồi. Chị cái đã xong rồi. Xong rồi. Rồi có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. À thế ạ. Giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em mong muốn là bởi vì là anh thì cái phổi hơi yếu nên cũng chỉ mong là anh tức là cố gắng là bỏ được thuốc đi. Chính xác. Đây anh kiểu lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa. Tốt nhất là mình bỏ được thì bỏ luôn đi. Bỏ luôn đi. Đúng rồi. Em ạ. Không, mình vợ đẹp. Mình bớt từ con từ. Con ngoan. Dạ. Mình bớt từ từ. Giữ cái lá phổi đi, đừng có để cho thằng khác nó hưởng. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Sẵn em kể cái tật xấu của nó nghe xem là. Ôi dồi. Vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là lười. Nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống, lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm. Lười tập thể dục. Lười nhiều quá vậy. Nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt tức là em luôn phải nhắc. Nhiều lúc em như là một ông bố của ba đứa con gái ấy. Em phải nhắc, phải xếp lịch theo giờ. Coi như là lười vận hành. Cái chuyện kia là không lười đâu, còn đâu lười cả.
cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Như kiểu là em mà em thích là trái cây là chồng phải bóc cho ăn cơ, sữa chua phải đút cho ăn chẳng hạn, thế mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh ấy cũng rất là chiều thôi, nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, ví dụ như không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm phải tập thể dục đi, chứ không có sức khỏe không có thì cũng sẽ rất là thiệt. Trước thì em có nói là anh không tiếc về cái chuyện mà thuê giúp việc, thực sự ở trong nhà lúc thì có hai giúp việc cơ. Thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy, dạ, cho nên mình phải tự giác cho bản thân bản thân mình, cũng như là cái việc mà em nấu nướng ấy, sau này con cái cũng có con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ em. Tính đấy là xếp vào tính xấu nhá. Lười đấy, có ghen với em không? Em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một đấy, thấy chưa? Chị không nhắc là em quên rồi đấy, đúng không? Em thấy em bị gò bó, em bảo là em tiếp tục gò bó như này là anh không chịu nổi. Đấy, đôi khi em đi nhá, em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ cà phê, anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng một tiếng thôi, thì anh sẽ về, em đừng có giờ làm phiền, đừng gọi, nhưng mà nó gọi dối lên. Cho nên chị thỉnh thoảng em có đi nhưng em sẽ để điện thoại ở nhà, không thể gọi được. Nhưng mà cho em giải thích một điều này, không phải là mình ghen theo kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài ông bồ bịch trai gái gì, tại vì sống với nhau từng đấy năm em biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này, bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả, không ai có, không có ông bà, thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó. Thế cho nên mình cũng nói nhà thì neo người. Thế nên là nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại, thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt, không may có xảy ra chuyện gì, sau lưng còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình là không có ai nha. Đấy, cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về vấn đề. Tức là bắt phải mang điện thoại đi gì? Nói chung đây là một lý do để trói buộc. Đúng rồi, cái này lý do quá rồi. Đúng, tôi thử biết. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh chỉ mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch cho cái giờ giấc cho đúng cho chính bản thân mình, vì tập luyện này rồi giờ giấc công việc này cho con cái này. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp, dạ, sắp xếp công việc một cách hợp lý, dạ, đúng không? Dạ. Chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy. Rồi, dạ. Xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Dạ. Và bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo. Sau cái đợt đó là cưới luôn hả? Hay sao? À, dạ không, tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi. Mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi à. À, dạ. Mới đây thôi. Dạ, đúng rồi, tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, về tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn. Đùng dịch luôn thì là lúc đó là con mới về quê. Còn chồng của con thì vẫn tiếp tục, vẫn đi làm ở Bình Dương. Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về, tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là ổng mới về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán. Thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông, con nhập bánh đó, con đi giao ở vòng vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó, là bắt đầu con quay, con like, lúc đó là bắt đầu con phát triển. Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ, tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya vẫn lên máy tính làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra, con dán lên hàng. Đó, tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng là hết dịch thì có hai đứa mới bàn bạc, nó là làm cho người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn, thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn, tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn, là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay. Đúng rồi luôn. Được, dạ, một lúc năm đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm, mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc đó là đi làm phụ vợ mình. Đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Không, dạ. Có đắn đo. Đó. Cũng có. Tại từ lúc mà con nghỉ còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên, ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ công ty rồi để lấy số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ, một bây ngày giờ hiện nè. Tại bây giờ thì
có ngày ế thì cũng 300-500, còn trời ngày nào nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Dạ. Không lẽ giờ chuyển qua bán bánh tráng độn chứ thiệt có thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương. Ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á, là một ngày tụi con nổ 5.000-7.000 đơn. Trời, sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa, tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy, nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. Hai mươi mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra, con phải làm, con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng. Là con cũng sợ hàng xóm mà cái tiếng băng keo á nó kéo á, con sợ hàng xóm người ta thương đó. Dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á, cuộc sống á, là đầy đủ ha. Rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó thôi. Rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Vô kia đi chị ơi. Như vậy là vui vẻ ta. Quá rồi vậy là mấy... Như lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Thì chắc về nhà ở với nhau. Mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn hả? Dạ. Cho mọi người trần trọng nói trước đi. Nãy giờ nó căng hồng đó. Con nói chứ làm gì có sự ấm ức nhẹ. Đúng rồi. Tật xấu chắc ở nhà rồi. Chắc tại vì cái phận á, cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ cái này chủ đúng không? Đó. Dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó. Có sao bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Dạ. Móc lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước á con. Dạ, đã từng đánh đàn chị thì ở nhà có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có. Trời, vợ con hung dữ lắm, nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Ủa nó con luôn hả? Dạ. Thêm một cái nữa là vợ con là... nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa, là vợ chỉ ôm một mình thôi. Chỉ như tìm ra cái giải pháp, không có nói với con, không có tâm sự, chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè như mà, tự tính. Dạ tự không. Tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không, rồi con cũng không thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Bụp luôn. Họ có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp vậy đó là bụp nặng không hay là bụp mà yếu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là cái... vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó, đúng không? Người ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm, cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới nói với con. Tự mệt, đúng không? Tự mệt, tự áp lực, rồi cáo tự lên. Cọc, tự nổi điên, rồi tự đánh chồng luôn. Dạ. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai á, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau, cãi qua cãi lại, con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bê sườn nè, đau luôn, con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao, binh con hay là binh vợ con? Con cứ nói ông xuống, con nói mẹ ơi giờ nó quýnh con đau quá, chắc mai đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ không nói. Trời, mày đi chụp đi, đem cái tỏ thuốc gì đây. Mẹ trả tiền. Bây giờ mà không biết nói làm sao, tại vì mẹ quen rồi. Tối là mày nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì hết trơn rồi đó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho anh đi chụp CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Ờ. Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mập? Dạ, ốm, cũng ốm y chang vậy đó. Đánh ghiếc mà dạ. Nhỏ lớn nổi. Rồi hai đứa có em bé chưa? À, dạ chưa. Tụi chưa con cũng đang để. À là dạ. Được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng á con. Tại vì mệt quá, không đánh nữa. Rồi ủa sao? Mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn á con. Bữa nào nó cáo lên là nó đánh rồi. Không? Lễ có Tết không? Nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy à con. Tết nhất cũng như ngày thường. Trời có lúc nào mà con nổi cơn điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai dạ, có lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn,
Dạ đi lên xách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô rồi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương dạ, quá rồi dạ. Đầu năm đầu tháng bị đánh dạ. Rồi nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn là... được đôi mắt xúc động á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố, thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn á, nhà chồng con á, thì ở rìa vô chút xíu, chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó, xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì, có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi. Chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con quýnh. Con quýnh con nói hả, lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. À, bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy ra không có ai ở nhà, bắt đầu ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu đùng đùng giận lên. Nói con mày mày không phải là vợ tao. Mày quýnh tao như là con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè. Mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày. Vậy. Xách xuống. Dạ. Cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy đó. Chồng con nói đi về nhà tao. Cái nói cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi. Tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói con vậy đó. Tự về luôn. Dạ tao tự giải quyết. Nhưng mà trải nghiệm bây giờ chú hỏi nè. Tại sao, chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại? Tại sao con không coi như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương nó quá. Thương quá. Dạ. Tại vì thương quá. Thế cái cơn nó lên nó giọng một cái khạch là coi như xong hàng rồi, đúng nhưng mà, không? Nhưng mà nhiều lúc á, có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi, cái thân trai của mình đó, con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao hết. Nó đi hết như nó không nghe, không biết gì hết. Trời ơi, nó còn cá cược nữa đó cô Dân. Dạ nó gàn sao nó cá cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Rồi nói giờ tao bắt chị Duyên. Còn mấy đứa nói tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi, sắp ngoài cái tật mà nóng tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa nè. Mỗi lần mà chết vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên. Cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Tại vì cầm đó. Không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sao là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ. Mua đồ chị chết lên mua đồ dữ lắm. Ồ, tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online đó em. Đỡ con. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy cũng nhiều lắm mà. Mỗi ngày là phải từ 5-7 người lại giao một cục hẹn vậy cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500-700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ, bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop gì. Vợ nó xì stress đó em. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn stress không? Dạ không, nó nhận đồ, nó mua đồ là nó thích lắm. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần chị chết mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó, là về sẽ bình thường lại. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? Hả? Rồi bây giờ tới... Còn cái nào nữa không? Dạ, chắc hết rồi. Tạm hết hả con? Ừ. Vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi em. Sẵn dạ. Chồng nó đang hứng thú. Dạ. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại. Bớt đánh con lại là được. Bớt đánh con lại đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con. Tại vì tiền về đó cũng lấy tiền cũng con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó. Dạ. Kệ mua thì con cũng lấy tiền nhưng mà. Dạ. Ý là vậy nè. Con có nhắn với vợ con luôn không? Nếu mà em bớt đánh anh lại chứ để đến lúc mà anh dằn không được á. Anh quánh lại em một cái, lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm đúng không? Dạ. Đó, con nói với nó đi. Con nói với nó đi. Nói đi. Nhìn mặt sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó.
Thì anh mong là mới mốt em mà có giận bớt đánh anh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Đó, đừng đánh anh nữa. Phải nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được là anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi thôi thấy chưa đó, nó phải nói vậy vợ nó mới sợ. Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có tật xấu gì không? Hay là thấy ổng hiền quá à? Dạ, hiền, hiền đúng khô rồi, vậy chồng đó. Con hiền nhưng mà chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc? Dạ, cọc tính lắm. Nhân viên nhà của con á nha, sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bếp xếp con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn. Ví dụ như hôm nay in 1.000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn, kiếm không ra đi, nhân viên là mất, là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó. Là cọc là, đúng dạ, không? Dạ cọc liền đó, dạ là bắt đầu ha, là ít nói lắm nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền. Nó bắt đầu hỏi là phải đi tìm, tìm không ra là trừ tiền, là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương. Đó là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với, chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mà nói là anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18-19 thôi, thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời con không chịu. Con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó. Tại vì nhân viên là mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó, xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con rất nhớ là cọc. Nghe. Dạ. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó là hai đứa mà cự lộn đó là đập đồ. Là họ đợt đang cầm gì trên tay con không nhớ ta, cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó, mà bắt đầu là cự lộn là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá, bắt đầu á hả là la là trời đất ơi, là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe, rồi bắt đầu á hả đứng dậm bịch vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải dạ, không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết, là bắt đầu là hả làm đùng lên mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất, thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Ê, nói gì nói làm gì ngồi, con cũng ngồi im nha, tại vì con biết trời ơi chuyến này không được rồi. Mình là cương lên nè, là chết cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ, chứ không có kiềm chế. Dạ đúng không rồi. Dạ, tại vì kiềm chế là em là nó mệt đó. Dạ, là nó mệt lắm á nghe, lên dạ, máu đó. Đó rồi, bây giờ còn cái tật gì nữa không? Hỏi thì có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ ở có. Ở nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Điều gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Dù gì con? Buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây con nghe cha với mẹ là chạy là sạch rồi nói này nó tắm lâu này kia đang. Buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó. Thì con mới vô mà cha mẹ không biết, tưởng con vào lâu rồi, nói này nó lâu lắm này. Rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm lâu ngủ chổng luôn. Con mới nói là con mới vô mà, chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gọi đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng bạo lên, con nói là mấy mốt con không có tắm rửa gì nữa hết trơn á, con ở dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày. Mẹ không tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy á hả? Dạ. Đó là cái lần mà cặp người dạ, với mẹ. Coi như là con có tắm. Đã gì không tắm luôn. Không mẹ tắm. Nó ôi mày tắm cờ không tắm kệ mày chứ, chuyện mày hôi mày hôi mày. Mày vợ mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Dạ. Vậy thôi đó. Mẹ cọc nhất với mẹ luôn dạ, đó. Giận mấy ngày á cô, hai mẹ con giận dạ, mấy ngày. Bây giờ thì sao? Hết chưa? Dạ hết, tại mẹ con tính vậy chứ tính nóng gì. Con tự động làm quà hay sao? Dạ. Con xin lỗi mẹ con. Thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn đó. Dạ đúng rồi. Dễ gì không giận. Con đợi mẹ chồng con ra, với cha chồng con ra con mét liền. Con chạy theo con mét liền.
rồi hả, lúc mà cự lộn con nói vậy đó nè, mẹ đừng làm con nóng. Trời ơi, nói với, cái mẹ câu con đó mẹ mới giận. Dạ, đúng rồi, câu đó mẹ mới giận. Ông kể mà ông kể chưa hết. Ông kể chưa hết. Mẹ đừng có làm con nóng nha. Dạ, nhím. Mẹ đừng làm con nóng nha. Chính cái câu đó mà mẹ con nóng đó. Thì đó, xong cái bắt đầu hai mẹ con hả, không ai nói chuyện với ai luôn. Con bắt đầu con đợi mẹ con, là tại vì là mẹ chồng của con, cha chồng con là thường là tối nào cũng ra hết trơn á. Ra ví dụ cắt xài, cắt cóc, con làm bán bánh tráng trộn, ché trộn đó, rồi bào xài, rồi lặt rau răm, rồi là phụ. Đó, cho nên đợi con đợi, vừa ra tới là con mét liền. Dạ, con chạy theo con mét liền. Xong rồi cái bắt đầu hả, mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con, nói là coi nó từ từ dạy vậy đó, chị xui ơi này kia. Xong cái bắt đầu hả, con mới nói là bây giờ á mẹ cứ vô mẹ xin lỗi mẹ tôi đi, chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn, chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả, xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ cái con gình nha, cái con thấy mẹ con đang lau nhà, cái bắt đầu ổng đi theo sao ổng chấp tay tôi đít vậy nè, cái em đi tới, cái em quay vô, cái em đi ra, cái em nói mẹ xin lỗi đi. Cái bắt đầu chạy lại khiều vô eo mẹ con, đừng giận nữa nha. Dạ, xin lỗi mẹ. Dạ, xin lỗi mẹ vậy đó. Là mẹ, chồng con chỉ, dạ. Chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ, đúng rồi, chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á cô. Còn như trong nhà, việc đúng. Nhà thì sao, có bừa bộn, có bầy hầy, có ở dơ gì không? Dạ, không, tính chồng con thì kỹ lắm. Nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Thấy con giục đổ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Dạ, như vậy là khai luôn rồi đó. Bả còn cái tật bừa bộn nữa. Đúng không? Dạ. Ổng cũng con, bừa bộn luôn. Con mà để đây là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ, tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình. Chứ mà không phải mình nóng tính rồi mình có thể thốt ra được những cái từ. Tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi, mình không có rút lại được. Cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt. Mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được. Chứ cô hiểu rồi, có nghĩa là cọc thì cọc, nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa, con phải chú ý cái từ ngữ của mình đó, đúng không? Yeah. Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á, yeah. Là sau này là mình hối hận. Thì cũng đã lỡ rồi, đúng không? Nói như mẹ đừng làm con nóng lên nha. Kiểu là mốt là né mấy cái chữ tương tự vậy. Bài nói là vậy đó. Ừ, cặp này nó cũng ấy quá. Dễ thương quá. Nó dễ thương quá. Nó trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa. Thôi thì bây giờ trước khi chia chúc tay thôi, em chúc đi. Thì chú Thượng cũng chúc cho hai vợ chồng con nha. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Mọi người sẽ bớt một chút ha. Bớt một chút. Rồi hiểu nhau hơn. Để mà còn có em bé nữa chứ. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi, hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui. Em bé sẽ đến với hai vợ chồng. Vui cửa vui nhà. Và làm ăn phát đạt nha. Dạ, con cảm ơn chú Thượng.